rồi xa xa phía trên kia thì chúng ta thấy các anh đang thi công đó. Dạ, thì Nhân Bốn Phương mến chào quý bà con, rất vui được gặp lại quý bà con ở thành phố Cần Thơ. Và đây là cầu Trần Hoàng Na. Và kính thưa bà con, hôm nay cầu Trần Hoàng Na các anh đang thi công những hạng mục để kịp 30 tháng 4 không? Thì hôm nay thì theo chúng tôi ghi nhận thì thấy các anh đang sơn ở dưới dạ cầu, đang sơn những lan can. Và trước mặt chúng tôi thì thấy xe cẩu đang câu những thiết bị cầu đường, đang câu lên, đang dọn dẹp vệ sinh phía dưới dạ cầu. Thì bên kia là có chiếc xà lan, và đây cũng chiếc xà lan cần cẩu đang câu đồ quý vị ha. Thì hôm nay thì Nhân xin kính mời quý vị cùng thì Nhân đến với cầu Trần Hoàng Na để xem tình hình thi công. Dạ, hôm nay thì buổi chiều ngày 12 tháng 4, dạ thì Nhân có mặt ở đây để ghi hình mới những thay đổi về thông tin các anh thi công tiến độ đến đâu. Thì hôm nay theo ghi hình thì thấy xà lan đang câu nè, rồi đang làm công việc vệ sinh ở phía dưới dầm cầu. Thì phía trên kia thì có hai chiếc cần cẩu đang hoạt động. Đây, các bạn có thể nhìn thấy xa xa phía trên cầu kia thì có hai chiếc xe cần cẩu đang câu, các anh đang đứng ở dưới lan can đó, đang làm những thiết bị như là dọn dẹp vệ sinh, sơn phết lan can, gắn đèn chiếu sáng, vân vân. Thì những hạng mục như vậy thì cần thiết để trang điểm cho cầu Trần Hoàng Na thêm nổi bật những ánh sáng hào quang vẻ đẹp lung linh của cầu Trần Hoàng Na, thành phố Cần Thơ. Và theo chúng tôi ghi hình hôm nay thì các bạn nhìn thấy sông Cái Răng. Thì giờ này thì gió hiu hiu vào thì đây là nước vừa mới chuẩn lớn thôi. Xà lan đang chạy vô rất nhẹ nhàng, xà lan cát, chuyển cát. Và kính thưa quý vị, cầu Trần Hoàng Na được dợp thép. Mình nhìn thấy một bo vòng tròn rất là đẹp mắt và tuyệt vời ha. Thì đèn chiếu sáng, những trụ đèn, những hành lang đều được tô điểm thêm những sắc nét để cho cầu Trần Hoàng Na nổi bật, lung linh về đêm ha. Thì mình thấy như các anh đang thi công đó, như ngồi ở trong cái thùng mà xe cần cẩu đi câu ra phía ngoài hành lang và thành cầu đó. Thì bên kia một chiếc, bên đây một chiếc, và trên kia thì có mấy anh cũng đang nay nịch bảo hộ để làm những cái mé ngoài hành lang cầu, như là phía thanh cầu ha các bạn ha. Mé bên đó thì có một chiếc xà lan rất là to đang đậu để dọn dẹp hay gì đó, đang câu những anh sắt đồ lên. Ở mé bên đây thì chiếc xe cần cẩu đang hoạt động, còn mé bên đó thì xe đang ship cần rồi ha. Chiếc tàu thì vẫn không có hoạt động, xà lan vẫn động nguyên. Theo mình nghĩ thì trên đó đang chở đồ, những trang thiết bị của cầu. Ở bên đây thì các anh đang câu lên những cái trụ thanh sắt to lớn như thế này để các anh di dời và
vệ sinh dưới dầm cầu ha. Thì chúng ta thấy các anh đang di dời đó, để dọn dẹp mà coi như là câu đó lên, bỏ lên xà lan và bỏ lên đây đó, vệ sinh để cho kịp để kịp 30 tháng 4 này không thì mình cũng không xác định được và mình cũng không biết được cái điều đó. Cho nên hôm nay ghi hình buổi chiều này thì Thiên Nhân cập nhật thông tin đây, xin mời quý bà con cùng Thiên Nhân đến cầu Nhân Văn để chia sẻ thông tin mới nhất và nổi bật nhất trong buổi chiều ngày 12 tháng 4. Rồi, bây giờ thì đại khái hình dung ở đây thì tiến độ thi công các anh như thế thì chúng ta sẽ lần lượt tiến đến đường quốc lộ 1 dần xây, mới vừa làm vòng tròn và mình xem dưới dạ cầu của các anh đang làm vệ sinh những gì và đang làm những cái hạng mục như thế nào ở dưới dầm cầu các bạn ha. Ở đây thì mình thấy không có xe lên xuống được vì công trình đã thi công, chưa cho phép xe gắn máy qua lại và chưa cho phép lưu thông xe ha. Và chúng ta thấy xa xa đó thì chúng ta thấy về thành phố Cần Thơ và đây là đầu cầu Trần Hoàng Na, thì bước qua đường Trần Hoàng Na chúng ta đi thẳng về 30 tháng 4 ha. Rồi 30 tháng 4 chúng ta sẽ đi qua 3 tháng 2 và 3 tháng 2 thì sẽ nối liền lên 91B thành phố Cần Thơ. Đây hướng xa xa về trong này là cầu Cái Răng. Đây là sông Cái Răng và chúng ta về đây là phía ngoài sông Hậu hay qua ha. Về hướng về đây là cầu Cần Thơ. Thì đây là ra ngoài cầu Quang Trung rồi ha. Các bạn, về bây giờ chúng ta có thể đi đến vị trí để xem các anh thi công như thế nào phía dưới dầm cầu các bạn ha. Đây xà lan quá trời lớn luôn ha, đang chở những thanh sắt thép. Và theo chúng ta ghi nhận thì chúng tôi thấy các anh đang thi công cắt những khung sắt thép to lớn như thế này các bạn. Đây là cầu Trần Hoàng Na này các bạn. Dưới dầm cầu thì chúng ta sẽ ghi nhận dưới vị trí dầm cầu này các bạn. Toàn bộ khung sắt thép đúc các bạn ha. Quá trời khủng khiếp luôn ha. To lớn sắt khối khối luôn. Rất là tuyệt vời ha các bạn. Ở đây thì chúng ta thấy phía trước các anh đang thi công nữa cả, đang gắn những cái đài dàn giáo để sơn phía dưới, sơn phía dưới dầm cầu này các bạn. Cầu quá chừng ha. Đây, các anh đang thi công công trình kìa. Đó. Các anh đang bo những cái khung đường lộ đó, cái hành lang đường lộ đó, bo, các anh đang bo. Đó. Đây là đường những cái đường con đường mới không nha các bạn. Và đó thì chúng ta thấy các anh đang sơn á, gắn dàn giáo đó, các anh đang sơn dưới đó các bạn. Ở đây thì các anh đang thi công đường lộ. Sơn này các bạn thấy không? Sơn rất tuyệt vời ha. Sơn lên là sẽ nổi bật cái cầu Trần Hoàng Na các bạn. Ở đây mình sẽ đi lần lần ra ngoài quốc lộ 1. Đây các bạn nhìn
thấy đang dọn dẹp ha, đang làm công việc những hạng mục ở phía dưới chầm cầu. Thì hôm nay người ta đang tiến hành là sơn những cái công đoạn cuối cùng để cho cầu đẹp. Như là dưới hành lang người ta sẽ sơn hết dưới giả cầu, lan lan can, những dân những hạng mục cần thiết. Thì hôm nay theo mình ghi nhận thì thấy các anh đang thi công. Sơn lại rất là tuyệt vời ha, sơn lại hết luôn, thấy các bạn. Thì chiếc cần cẩu ở đây thì cũng đang hoạt động câu những thanh sắt ha. Rồi công trình đang thi công, người ta cũng chưa đào đây thì mình cũng không có miễn cưỡng đi vào ha, khỏi không vào được nha các bạn. Đây là cầu Trần Hoàng Na. Rồi xa xa phía trên kia thì chúng ta thấy các anh đang thi công đó. Các bạn có thể nhìn ha, nhìn thấy các anh đang thi công. Thì đây là chiếc sáng cũng đang hoạt động. Chiếc cần cẩu nè, đang câu những cái hạng mục qua cầu Trần Hoàng Na rất là tuyệt vời ha, các bạn nhìn thấy rất là đẹp ha. Ở xa xa trên đó thì các anh đang thi công chợ các bạn ha, sơn đó, theo mình thấy thì các anh đang sơn lan can rồi đó, sơn hành lang này kia đồ, rồi dưới dạ cầu rồi mấy anh cũng có đang sơn ở dưới, đang làm dàn giáo kia đồ đó, các anh đang sơn. Ở đây thì có chiếc cần cẩu đang câu đồ, đang dọn dẹp. Thì hai bên đó là người ta đang làm những cái con đường dẫn đó các bạn. Rồi những cái vỉa hè thì bữa nãy là mình cũng có chia sẻ với các bạn, nhìn thấy các anh đang xây những cái lộ giới. Đây các bạn, đó. Đang làm. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ quay ra ngoài quốc lộ 1. Ở hướng đó là quốc lộ 1 các bạn ha. Và chúng ta quẹo phải thì đi về Sóc Trăng, còn chúng ta quẹo trái về thì chúng ta đi về cầu Cần Thơ các bạn ha. Cầu Trần Hoàng Na có kịp thông xe ngày 30 tháng 4 hay không thì theo mình ghi nhận hôm nay thì các bạn cũng chia sẻ với mình đó để tham khảo. Và nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem cầu Trần Hoàng Na, thành phố Cần Thơ các bạn ha. Thì cũng không quên chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Thời gian không bận công việc thì các bạn xem video của Thiện Nhân á để chia sẻ cùng Thiện Nhân cầu Trần Hoàng Na. Nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem, đăng ký kênh ủng hộ Thiện Nhân các bạn ha, để Thiện Nhân có thêm động lực làm những video tiếp theo. Ở đây thì có gắn chút đèn đỏ rồi đây nha các bạn, đó, gắn chút đèn đỏ. Đây là dòng xây và đầu như là đường cầu Trần Hoàng Na. Rồi cái dòng xây đó các bạn. Các bạn nhìn thấy dòng xây thì hôm nay là theo ghi nhận của mình thì thấy có gắn một cái trụ đèn gì đó, một cái trụ giữa cái dòng xây luôn, các bạn nhìn không?
bên đấy đó. Ở đây từ ở ngay chỗ dốc cầu này, ngay chỗ dốc cầu này thì tới mí quốc lộ 1A, tới cái chỗ dòng xe này theo như độ tầm độ của mình là khoảng chừng tầm khoảng chừng 200 mét. Các bạn ha. Và đây chúng ta đi về đây là chúng ta đi về Cần Thơ, Sóc Trăng. Đi một đoạn nữa thì chúng ta có những cái đường né vô về vô trung tâm thành phố Cần Thơ, và chúng ta đi thẳng theo quốc lộ 1 luôn là chúng ta đi về Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, các bạn ha. Về Hậu Giang. Và đây chúng ta đi bo theo đây thì chúng ta đi về cầu Cần Thơ là vào đi qua Tiền Giang, Vĩnh Long rồi ha các bạn ha. Và nội dung hôm nay buổi chiều ngày 12 tháng 4, và Thiên Nhân chia sẻ thông tin mới nhất về cầu Trần Hoàng Na và dòng xuyến của quốc lộ 1A gối đầu với cầu Trần Hoàng Na. Thì theo chúng tôi ghi nhận thì thấy ở dòng xuyến này thì chưa có những hạng mục nào tiếp theo nữa, nhưng mà thấy thì hôm nay là có gắn được một cái trụ đèn đó, cái trụ cột. Mình nghĩ đó là chắc một cái trụ cột gì đó nha các bạn ha. Khi nào mà để cái trụ cột đó như thế nào thì chúng ta sẽ ghi nhận tiếp để mình xem cái trụ đó các bạn ha. Và dòng xuyến này thì chưa có làm những công việc gì ha các bạn ha. Giờ thôi video đến đây, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo ha. Nhớ ủng hộ kênh, đăng ký kênh để cho Thiên Nhân có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và trước khi rời video thì cũng không quên kính chúc cho tất cả quý bà con xa gần được nhiều sức khỏe. Và thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.